Dạ, vâng, chị cứ bật màn hình lên đi ạ. Con nghe thấy chưa? Rồi ạ, em nghe rõ rồi ạ. Vâng, ok. Ngọc Anh, ok. I can check your memorization in the previous day. Cô sẽ kiểm tra bài cũ nha. I can share the screen for you. Okay, so do you remember what I have taught you in the previous day? Con có nhớ buổi trước cô dạy gì cho con nhỉ? Letter A, đúng không? So do you remember the English alphabet? Con có nhớ bảng chữ cái tiếng Anh không? Do you remember the English alphabet? Can. Okay, so read the whole English alphabet for me again. Đọc lại bảng chữ cái tiếng Anh cho cô nhé. Nào, first A. Đọc tiếp nào. Q R T U V Z. Okay. The last letter is G. Okay. So next. Apple. Cat. Arm. Okay. So we learn about letter A. Okay, do you remember? So okay, can you tell me what is this? What is this? Apple. Is it an apple? Now, repeat after me. Is it an apple? What is it? Is it a cat? Repeat after me. It is a cat. And next, what is it? What is it? Is it an An arm? Very apple, good. a cat, Cat, arm. arm. Okay. Letter A. Can you tell me what is it? It's an ant. Nhớ cho cô này. Một từ mà bắt đầu bằng chữ A ở đầu này. The word that okay, start with the letter A, so you say an ant. Đọc lại cho cô nào. An ant. What is it? What is it? Trả lời lại cho cô nào. Is it an ant? Good. And what is this? What is this? An No. What is this? Nhìn trên bảng cho cô nào. Look at the picture. Đây là gì nhỉ? Quả táo mà con. Đây là gì nhỉ? What is ant. this? Bây giờ vẫn màn hình nó Very good. Is it an apple? Okay, and next. What is it? What is it? Đây là gì hả con? Con gì đây nhỉ? An animal. An animal. Như cái mũ quả táo. À đây rồi, đây rồi. Bây giờ mình nhìn thấy. À đấy ạ. Vâng. What is it? Đây là con gì nhỉ? An animal has a very long tail.
Một con vật có đuôi rất là dài này. It is an it's an alligator. Very good. Okay. And the last one. What is it? An axe. An axe. Repeat after me. It is an axe. Okay, very good. Is it an axe? Okay. So, what is it? Look at the picture. What is it? Đây là gì nhỉ? Đây là gì hả con? Từ này mình học hôm trước là gì? What is it? Is it an angel? Good. Okay. An angel. And what is it? What is it? Is it an arm? Angel. Arm. Angel and arm. Ant. Apple. Alligator. Axe. Cụ xe tiếp nha. Kiểm tra bài cũ tiếp này. Look at my screen. Oh my god. Từ châu Phi là gì con nhỉ? Africa. One more time. Africa. Good. Okay, so what is it? What animal is it? What is it? Đây là gì nhỉ? Mình trả lời là gì nhỉ? It is an elephant. One more time. Nhắc lại là repeat after me. It is an elephant. Elephant. Okay, next. Can you tell me what is it? What is it? Chưa chuyển cô ạ. Vẫn là con voi. À thế ạ, chắc là mạng lác. Mạng lác ạ. Vâng. Con nhìn thấy chưa nhỉ? Can you tell me what is it? Mình phải trả lời cả câu cho cô nào. It is an airplane. And the second picture, what is it? It is an animal. And the last one. A lot of animal. So what is this? Animal. Ambulance. Animal. Animal. Okay. So okay, Ken, tell me what is it? Ken, answer my question. It is a bat. Is it a bat? Yes. Bat. Okay, Ken, what is it? What is it? Đây là gì nhỉ? Vâng. Is it a hat? Very good. Okay. And what animal is it? What animal is it? It is a cat. Cat. It is a cat. Okay, and so now we will learn about big and small. Okay. Big. Big and small. Okay. Small. Okay. So can you see two cats on my screen? Có nhìn thấy hai con mèo trên màn hình cô nhỉ? So what is it? It is a big cat. Một con mèo rất to đúng không? And what is it? Small, small mèo mèo là gì nhỉ? Con mèo nhỏ là gì?
It is a small cat. A small cat. Okay, so can, what is this? What is this? Okay, what about this one? What about this one? Small elephant. Good. Look at the picture here. What is it? Can. It's a big hat. Okay, and what about this one? Small hat. It's a small hat. Okay, good. Okay, so today we can learn a new lesson. Mình chuyển sang bài mới nha. Can you see my screen? Today we will learn about greeting. Do you know greeting in Vietnamese? Con có biết greeting trong tiếng Việt là gì không nhỉ? Là lời chào đúng không? Chào hỏi. Okay, so let's go to the vocabulary. Okay, the first picture. Can you guess the first picture? Gì đây? Hello. Okay. Now, repeat after me. Hello. 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 Okay, and the second picture is bye. Goodbye. Goodbye. And this, okay, the third picture. Okay, can you see the sun and cloud? Con có nhìn thấy mặt trời và mây không nhỉ? So is it on the, in the morning? Chào buổi sáng thì mình nói như nào nhỉ? Good morning. Repeat after me. Good morning. Hello. Hello. Câu tiếp theo goodbye. Nào. Goodbye. Good morning. Good morning. Đọc lại lần nữa nha. Okay, the first word is. Từ đầu tiên là gì nhỉ? Đọc cho cô nào. Read it again. Hello. Next. Goodbye. And chào buổi sáng là gì nhỉ? Chào buổi sáng là gì? Good morning. Repeat after me. Good morning. Một lần nữa nào. One more time. Good morning. Good morning. Next. Okay. Can you guess? Okay. When you see someone and you say good afternoon. Là gì nhỉ? Good chào afternoon. Buổi chiều. Good afternoon. Repeat one more time. Good afternoon. Next. Okay. When the okay, after the sun down. Sau khi mặt trời lặn thì mình sẽ có gì nhỉ? Chào buổi tối là gì? Good evening. Repeat two times. Good evening. One more time. Một lần nữa nào. Good evening. And the last one, okay? You say this before you go to bed. Mình nói gì trước khi mình đi ngủ nhỉ? Mình nói gì với mẹ trước khi mình đi ngủ nhỉ? You should say good night. Good night. Là gì nhỉ? Chúc ngủ ngon, đúng không? Chúc ngủ ngon là good night. Okay, repeat after me. Good night. One more time. Good night. Very good. Okay, and we have a new structure. Mình sẽ có cấu trúc mới nha. When you meet someone for the first time, khi mình gặp ai đó lần đầu tiên thì mình sẽ nói như nào nhỉ? Để làm quen với họ mình sẽ nói như nào? Nice to meet you.
Nice to meet you là gì nhỉ? Rất vui được gặp bạn đúng không? Ừ, sau đó thì mình sẽ trả lời là gì? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok. Bây giờ cô và con sẽ gặp, sẽ nói chuyện với nhau nha. Hello Ken. Good morning. Nice to meet you. Con sẽ nói lại như nào nhỉ? Con sẽ nói là hello teacher, nice to meet you too. Nói lại nào. Hello Ken, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Next, okay. Read and match. Mình sẽ làm bài tập nha. So there are four pictures here. Có bốn bức tranh ở đây này. And we have a four sentence about greeting. Okay, first is good evening. Second is good afternoon, good morning and good night. Okay, Ken nào. Bây giờ nha, cô sẽ hỏi nào. Okay, what should you say in the first picture? Trong bức tranh đầu tiên thì mình nói như nào nhỉ? In the first picture, we say... mình nói chào buổi nào nhỉ? Chào buổi gì đây? After you take a nap. Sau khi mình ngủ trưa dậy, mình gặp ai đó thì mình nói như nào? Chào buổi chiều là gì nhỉ? Ken. Good afternoon. Very good. Good afternoon. And next, after the sundown. Sau khi mặt trời lặn. Là vào buổi tối đúng không? Thì mình nói như nào nhỉ? When you meet someone, you say. Khi mình gặp ai đó thì mình nói như nào nhỉ? Vào buổi tối. Good gì? Good evening. Good. Okay, and when you get up in the morning, you say. Kìa, mình mới thức dậy vào buổi sáng này. Mình vươn vai thức dậy vào buổi sáng này. Vẫn còn đang ngáy ngủ thì mình nói gì nhỉ? Ken, what would you say in the morning when you meet someone? Mình nói gì ở buổi sáng nhỉ? Khi mình gặp ai đó. Good morning or good night? Mình sẽ nói gì nhỉ? Mình sẽ nói là good morning hay good night khi mà mình mới thức dậy ở buổi sáng. Ken, mình nói gì nhỉ? Good night vào buổi sáng á. Mình mới thức dậy vào buổi sáng thì mình phải nói gì? Good morning. Okay, good morning. Okay, when you get up in the morning. Khi mình thức dậy vào buổi sáng thì mình sẽ nói là good morning. Chào buổi sáng, okay. And the last one. Before you go to bed, you say. Trước khi mình đi ngủ thì mình nói gì nhỉ? Good night, okay, good night. Okay, you should say it to your mom. Mình sẽ nói như thế với mẹ mình trước khi đi ngủ nha. Good night. Okay, and another exercise, read and put a tick or a cross, okay? So there are four pictures here. Now, can play. Okay, please pay attention to my class. Now, có bốn bức tranh ở đây đúng không con? There are four pictures. Cô sẽ nói này, cô sẽ đọc. Sau đó thì con sẽ trả lời là, nếu mà đúng thì con sẽ trả lời là yes, okay? Yes. Vì sai không? Ok. Nếu mà cô nói sai thì con sẽ trả lời là wrong. Ok. Ok, so the first picture. Hello. Yes or no? Yes or no? Yes. Ok, yes. Hello. Ok. Ok. Ok, đợi cô một tí nha. Ok, and the second picture. I say good night. Yes or no? Good night. The second picture. Bức tranh số 2 nào. No. Okay. No. Let's check. Good job. We don't say good night. We say goodbye. Okay. When we see my friends, mình không nói là good night mà mình sẽ nói là tạm biệt đúng không? And the third picture, I say good evening. Yes or no? Yes. Okay. Very good. Good evening. Okay, and the last one, I say goodbye. So, yes or no? No. No, okay. Let's check. Okay. No. I don't say goodbye, I say good night. Okay, good night. Chúc ngủ ngon, đúng không? Okay. Okay, đợi cô một tí nha. Bye. I will say
Another screen for you. Ok, mình học tiếp nào. Ok. So, can you see my screen? Con có nhìn thấy màn hình của cô không nhỉ? Can you see my screen? Yes, ok. So, next. Ok. Mình nói như thế nào khi mà mình chào tạm biệt ai đấy thì mình nói gì nhỉ? Can. Can, mình nói gì khi mình chào tạm biệt ai đấy nhỉ? Can, goodbye. Oh, no, bye-bye, goodbye. Repeat after me nào. Goodbye. Goodbye. Okay, okay. We say goodbye when we go home after school. Nghe gì nhỉ? Mình sẽ nói lời tạm biệt khi mà mình rời khỏi trường đúng không? Mình sẽ nói tạm biệt cô giáo là gì nhỉ? Goodbye teacher. Okay. Hoặc là mình nói tạm biệt với bạn của mình thì mình sẽ nói goodbye. Goodbye my friends. Okay, good. Goodbye. And next. Okay. What should you say in the morning? Now Ken, pay attention. What would you say when you get up in the morning? Mình nói gì vào buổi sáng con nhỉ? Khi mình mới thức dậy. Good morning. Good morning. When you get up, mình vươn vai thức dậy buổi sáng mình sẽ nói good morning. Next. Okay, Ken now. Okay, before you go to bed, you say what should you say? Good night. Okay. Trước khi mình đi ngủ nhỉ? Before you go to bed, you say good night to my mom, to your mom and your dad. Okay, next. Another exercise, mình làm bài tập tiếp nha. Look, read and number. Okay, look, read and number nghĩa gì nhỉ? Nhìn này, đọc và điền số cho cô nha. Okay, so there are six pictures here. Six pictures here, number one, number two, number three, number four, number five, and number six, okay? And I have a lot of the sentence about greeting. Và cô có rất là nhiều câu về chào hỏi ở phía bên này nhá. So, okay. When I say hello, you say the number. Hello ở đứng bức tranh số mấy con nhỉ? Hello. Hello ở đứng bức tranh số mấy hả con? Number. Số 1 mình nói tiếng Anh là gì nhỉ? Number 1. Good. And good evening. Good evening. What is number? Number. I can't hear you. Cô không nghe thấy con nói gì nhỉ? Số 2. Tiếp theo. Good evening là số mấy nhỉ? Number 2. Number 2. Are you sure? Number 2. I don't think so. Good evening là gì nhỉ? Chào buổi tối. Chào buổi tối là gì? What's your number? Number gì đấy? Number 2. No. Number 2 là mình thức dậy ở buổi sáng mà con. Good evening là gì nhỉ? Number 6. Number 6, okay. After sundown. Sau khi mặt trời lặn. We say good evening. Okay, next. Good night. What is the number? Good night. What is the number? Số mấy con nhỉ? Good night. Mình sẽ ở cái bức tranh số mấy nào? Number 3. Okay, very good. Number 3. Okay. And goodbye. Goodbye is number. Number nào nhỉ? What's in number? Number 4 or number 5. When I say goodbye. When I say goodbye, so is it number 4 or number 5? Number 4. Number 4. Okay, very good. And when I say good morning, so is it number 2 or number 5? Good morning. Number 2 or number 5? When you get up. Number 5. Are you sure? Sai rồi. It's in number 2. Okay. When I say good morning, I say it after I get up in the morning. Khi mà cô nói chào buổi sáng có nghĩa là cô mới thức dậy vào buổi sáng. So it's in number 2. And the last one,
Good afternoon. Good afternoon là gì con nhỉ? Good afternoon in Vietnamese. Good afternoon là gì? Can. Good afternoon là. Good afternoon là gì nhỉ? Good afternoon là chào buổi chiều, đúng rồi. Okay. Okay, next exercise. Loop and circle. Okay. So there are four pictures here. Okay. Nào nhìn vào màn hình cô nào. Can look at my screen. So the first picture, Can. What should you say in the first picture? Good morning or good afternoon? Mình nên nói gì ở trong bức tranh đầu tiên nhỉ? When you look at the picture. Now Can, when you look at the picture, what should you say? Good morning or good afternoon? Ở bức tranh đầu tiên thì mình good morning. Good, and I circle good morning. Okay. Next. Okay, Can. Okay, Can. Look at picture 2. What should you say in the picture 2? Mình nói gì nhỉ? Hello or goodbye? Hello. You say hello? Are you sure? Cậu có chắc không nhỉ? Hai người này là gì? Goodbye, đúng không? Đi ngược chiều nhau. Goodbye, tạm biệt. And picture 3. You say good morning or hello? What should you say? Hello. Hello. Okay, hello. And the last one, what should you say? Good night or good evening? Good night, okay. You say good night when before you go to bed. Okay, next. Okay, let's move to other parts. Okay, loop and circle. Okay, when I say nice to meet you, you say nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Okay, next. When I say goodbye, you say when I say goodbye, what should you say? Bye. Bye. Okay, very good. Mình sẽ ôn lại nhá. Ok. Ok Ngọc Anh nào, Ken nào. Ok. Ngọc Anh please pay attention to my lesson. Ok. First Ngọc Anh nào. When I just get up in the morning, so you say khi mình mới thức dậy buổi sáng thì con nói gì nhỉ? Đầu tiên dạ, có nhìn thấy, vâng, con có nhìn thấy good morning không? Good morning. When you just get up. Get up là gì nhỉ? Thức dậy buổi sáng đúng không? When you just get up, you say good morning to the person you meet. Okay. And before you go to sleep, you say before you go to bed, you say good night. Good night. Very good. So okay, tối nay nói luôn good night với mẹ mình nha. Good night. Đợi cô một tí nào. And now when we meet a person for the first time, you say khi mà mình gặp một người đấy và lần đầu tiên thì mình nói nhỏ nhỏ. Nice to meet you. You say, what should you say? Nice to meet you too, okay? Nice to meet you too. Cho cô một tí nha. Đợi cô một tí. Okay, wait for one minute. Written.
Okay, can. And when you want to say thanks for others, nếu mình cảm thấy biết ơn ai đó thì mình nói gì nhỉ? Thank you. Thank you. Ừ, khi mà mình biết ơn ai đó, ví dụ mình biết ơn mẹ mình bởi vì mẹ mình đã nuôi dưỡng mình thì mình sẽ nói là thank you. Ừ, thank you. Nếu mình muốn nói là mình cảm ơn ai đó rất nhiều thì mình nói như nào nhỉ? Thank you very much. Mm, thank you very much. Okay, repeat after me. Thank you very much. Mm, okay. Okay, so ôn lại lần nữa nha. Now, nói cho cô nào. What should you say? What should you say in the first picture? What should you say in the first picture? Trong bức tranh đầu tiên mình nói gì? Hello. Hello, okay. And what should you say in the second picture? Bye. Goodbye, okay. Next. Mm. What should you say in the third picture? Good morning. Good morning, very Hello. Good. Hello, goodbye. Good morning. Hello, goodbye, and good morning. Mm. Next, what should you say in the first picture? Mm. Can. Mm-mm. Can, look at the picture now. Can. Can look at my screen. What should you say in the first picture? Trong bức tranh này mình nói gì nhỉ? Bức tranh này là vào lúc nào đây? Vào buổi chiều đúng không? Vào buổi chiều thì mình nói như nào? Can nào vào buổi chiều thì mình nói như nào nhỉ? Can. Good afternoon. Very good. Good afternoon. Okay. Okay, next. Okay. Mình ôn lại tiếp nha. Hello, goodbye. Good morning. Good afternoon. Okay, so okay, Ken, what would you say in the second picture? What would you say? Con nói gì ở bức tranh số 2 nhỉ? What would you say? Bye. Goodbye. Are you sure? Are you sure? Goodbye. Mm. Mm, I don't think so. Mm, đợi cô một tí nha. Okay. We say good evening. Good evening. Ừ, vào buổi tối thì mình sẽ nói là good evening, chào buổi tối, okay? Good evening. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Okay. And before you go to bed, you say trước khi mình đi ngủ thì mình nói gì nhỉ? Ừ? Trước khi mình đi ngủ thì mình nói gì? Chúc ngủ ngon thì nói như nào con nhỉ? Good night. Okay, very good. Good night. Okay. 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 Ken. Good morning, Ken. Nice to meet you. So you say... Ừ, cô bảo nice to meet you thì con nói như nào nhỉ? Con nói là con cũng rất vui được gặp cô thì con nói như nào? Ừ, nice to meet you too. Good. Okay. Bây giờ chúng mình sẽ nghe một bài hát nha. Okay, I will show you a short song about greeting, about good morning, good evening, good afternoon, okay, and so on. Cùng nghe bài hát con nha. A very funny song about greeting.
đi. Today is a sunny, sunny day. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet early in the morning. Good morning. Good morning. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet in the afternoon. Good afternoon. Good afternoon. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet in the evening. Good evening. Good evening. Good evening. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet before we go to bed. Good night. Good night. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good night. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet when we are thankful. Thank you. Thank you. Thank you. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet when we apologize. I'm sorry. I'm sorry. This is the way we greet, 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 and greet. This is the way we greet and greet when we go home. Goodbye. And we have a okay. When we when you apologize, khi mà mình xin lỗi thì mình nói gì con nhỉ? Mình xin lỗi thì mình nói gì nhỉ? I'm sorry. Okay. Repeat after me. When we apologize, we say I'm sorry. Nào, nói theo cô nào. Khi mà mình xin lỗi thì mình sẽ nói là I'm sorry. One more time. I'm sorry. Ok, con có muốn xem lại không? Mình xem lại nha, xem lại bài hát nào. Xem lại bài hát một lần nữa nha, để mình nhớ hơn nha. Mình nhớ hơn về cách chào trong tiếng Anh. How we greet in English. Ok, xem lại lần nữa nào. The greeting song English. Wake up là gì con? Wake up nghĩa là thức dậy nào đúng không? Wake up, thức dậy nào, Today is a sunny, sunny day. This is the way we greet, 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 greet and greet. Greet là gì? Đây là cách mà chúng mình gửi lời chào đúng không? Today we greet, greet, okay? This is the way we greet and greet early in the morning. Early in the morning. Good morning. Good morning. Good morning. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet in the afternoon. Good afternoon. This is the way we greet in the afternoon. Đây là cách chúng mình chào buổi chiều đúng không? Good afternoon. Good afternoon. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet in the evening. Good evening. This is the way we greet in the evening. Đây là cách mà chúng mình chào nhau vào buổi tối. Good evening. Chào buổi tối đúng không? Good. So next. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet before we go to bed. This is the way we greet, greet, greet before we go to bed, đúng không? Đây là cách mà chúng mình chào nhau trước khi chúng mình đi ngủ, go to bed, okay? So we say good night. Good night. Good night. Good night.
Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. This is the way we greet, 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 and greet, and greet. This is the way we greet and greet when we are thankful. This is the way we greet when we are thankful. We are thankful là gì con nhỉ? Đây là cách mà chúng mình nói với nhau khi mà chúng mình cảm thấy biết ơn điều gì đó. When we are thankful, so we say thank you. Thank you. Thank you. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet when we apologize. This is the way we greet when we apologize. Apologize là gì nhỉ? Đây là cách mà chúng mình nói khi mà chúng mình cảm thấy có lỗi với ai đó, đúng không? Khi chúng mình cảm thấy có lỗi với ai đó thì chúng mình nói gì nhỉ? What should we say? I'm sorry. I'm sorry, okay? Repeat after me, I'm sorry. Nói theo cô nào. I'm sorry. Very good, okay? I'm sorry. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet when we go home. Goodbye. Goodbye. Okay. It is the end of our lesson today. How do you feel? Hôm nay con cảm thấy thế nào nhỉ? How do you feel? Con có hiểu bài không? Có đúng không? Thế về nhà ôn lại cho cô nhé. Cách mình chào nhau này, cách mình chào vào buổi sáng này thì mình sẽ nói là good morning. Ok? Mình chào vào buổi chiều thì mình sẽ nói gì nhỉ? Good afternoon, very good. And what you should say in the evening? Chào buổi tối thì mình nói như nào nhỉ? Không, chào buổi tối mà con. Good night là gì? Good night là chúc ngủ ngon. Chào buổi tối mình nói như nào nhỉ? Good evening. Okay, repeat after me nào. Good evening. And before you go to bed, what should you say before you go to bed? Trước khi mình đi ngủ thì mình nói gì nhỉ? Good night. Good night, okay. Good night, chúc ngủ ngon. Tối nay mình chúc mẹ mình ngủ ngon thì mình sẽ nói nào nhỉ? Mom, good night. Mẹ ơi, chúc mẹ ngủ ngon đúng không? Mom, good night, okay? Okay, and before... Nào, before you leave the Zoom. Trước khi mà con tắt Zoom đi ấy, thì con sẽ nói gì với cô nhỉ? Mình sẽ nói gì? Goodbye, goodbye, teacher, okay? So, goodbye, Ken. Bye-bye, okay? Goodbye. Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, hẹn gặp chị vào thứ 6 ạ. Vâng, em chào chị.